39 thi thể di dân được phát hiện trong thùng xe tải ở Anh đều là người Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam xác nhận trong một thông cáo ngày 7 tháng 11, trong khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gửi thư riêng chia buồn với gia đình các nạn nhân. Các thi thể được phát hiện hôm 23 tháng 10 sau khi nhà chức trách được báo về những người bị nhốt trong một container sau xe tải tại một khu công nghiệp tại hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Trên trang tin điện tử của mình, Bộ Công an hôm thứ Năm xác nhận quốc tịch Việt Nam của 39 người này và cho biết họ có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Bộ Công an Việt Nam rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương mất mát to lớn này, thông cáo nói. Bộ nói thêm các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân, đồng thời phối hợp với cảnh sát địa phương điều tra vụ việc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi thư riêng tới gia đình các nạn nhân. Trong một bức thư đề ngày 7 tháng 11 được trang thông tin chính phủ công bố, ông Phúc nói ông chia sẻ nỗi đau của những người đang đối mặt với thảm kịch này. Đây không chỉ là nỗi đau thương vô hạn của gia đình người thiệt mạng, mà cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng, của từng trái tim người Việt và nhân dân thế giới, ông viết. Ông nói Việt Nam đang làm việc chặt chẽ với Anh để xác định danh tính các nạn nhân và sớm đưa họ về nước. Ông nói thêm chính phủ lên án mạnh mẽ hành vi buôn bán người và đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp và tuyên bố sẽ nghiêm trị những người phạm tội. Tin từ Anh cho hay cảnh sát nói họ muốn cho các gia đình nạn nhân có thời gian để bình tĩnh tiếp nhận tin xấu trước khi họ công khai các tên tuổi. Trong những ngày qua, đã có 11 người bị bắt giữ liên quan đến vụ việc này ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh của Việt Nam, truyền thông trong nước đưa tin.